Chào Hoàng, quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới, kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ai đã bảo kê cho khúc củi Lê viết chữ người kế nhiệm ghế bí thư Quảng Ngãi của Võ Văn Thưởng? Theo Thu Hà, nhân sự kiện Lê viết chữ cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi chui vào lò của Nguyễn Phú Trọng chân kiến do liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn mà truyền thông nhà nước đã đưa tin hôm mấy hôm nay và để mọi người hiểu thêm về nhân vật Lê viết chữ cùng với các cộng sự phe nhóm của ông ta thì chúng tôi xin được giới thiệu bài viết đã được đăng trên tiếng dân gần 4 năm trước từ tác giả Thu Hà một cây bút độc quyền của tiếng dân Đại hội 13 đốm lửa của những hung thần quảng ngãi Lê viết chữ sinh ngày 20 tháng 1 năm 1963 tại nghĩa hành quảng ngãi chữ xuất thân từ kỹ sư hàng hải công tác tại Sở Giao thông Vận tải để tiến thân, chữ đã dáng phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28 tháng 5 năm 1994. Từ đây thì Lê viết chữ leo nhanh lên những nấc thang quyền lực, lần lượt nắm giữ chức giám đốc Sở Giao thông Vận tải, phó chủ tịch rồi chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hiện tại chữ là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ngãi. Lê Viết Chữ kết hôn với Cao Thị Hồng sinh năm 1966 quê ở Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Cao Thị Hồng phụ trách tài vụ của Trung tâm đăng kiểm đơn vị trực thuộc nơi chồng bà làm giám đốc sở. Hai vợ chồng chữ giàu đứt đố đổ vách. Dư luận của Quảng Ngãi cho rằng vợ chồng của chữ đầu cơ chính trị khi mà bơm tiền để chạy cho Hồ Nghĩa Dũng. Ủy viên Trung ương Bí thư Quảng Ngãi tái trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, nắm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2006-2011. Đổi lại, Hồ Nghĩa Dũng kéo Lê viết chữ lên làm Bí thư Thành ủy thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và bảo kê can thiệp để cho Cao Thị Hồng thoát tội hình sự trong một vụ án tham nhũng gây chất động vào hồi đầu năm 2007. Rồi sau đó dưới thời của hai cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, đó là Nguyễn Hòa Bình 2010-2011, Võ Văn Thưởng 2011-2014, họ tiếp tục giúp cho Lê viết chữ lần lượt leo lên Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Tháng 4 năm 2014, Trung ương điều Võ Văn Thưởng Bí thư Quảng Ngãi về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí Bí thư Quảng Ngãi giao lại cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khôi phụ trách. Và trước khi đi thì Thưởng đã kịp giúp cho Lê viết chữ thay ông Cao Khoa làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chiều 22 tháng 7 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 11 họp kỳ 13 làm thủ tục 100% phiếu thuận để để Lê viết chữ nắm chức Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Với tiền bạc đồng như quân nguyên, chưa đầy một năm sau tháng 5 năm 2015, chữ dinh luôn trước bí thư tỉnh ủy khóa 18 của ông Nguyễn Khôi tháng 10 năm 2015, Lê viết chữ bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 18, nhiệm kỳ 2010-2015, tiếp tục tái đắc cử bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Dư luận Quảng Ngãi tội đồ đồn đoán Võ Văn Thưởng và Nguyễn Họa Bình là hai nhân vật đã giới thiệu và bảo kê cho Lê Viết Chữ, chúng ủy viên trung ương khóa 12, thậm chí thì còn đưa chữ vào đại biểu quốc hội khóa 14 bánh ít ném đi, bánh quy ném lại. Thông tin về quan trường tỉnh Quảng Ngãi dâm gian và chữ đã tham gia dốc khẩu bao trong cuộc đua vào bộ chính trị của Võ Văn Thường và vào ban bí thư của Nguyễn Hòa Bình tại đại hội 12. Ngoài ra thì Lê viết chữ còn liên quan trách nhiệm nâng đỡ bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974. Vân từ một cử nhân ngữ văn đã được Lê Viết Chữ đưa lên làm bí thư đoàn thanh niên Cộng sản tỉnh, rồi lần lượt nắm giữ chức vụ bí thư huyện ủy Tư Nghĩa, trường ban dân vận tỉnh ủy, bí thư huyện ủy Lý Sơn. Với sự đạo diễn của các đại ca, đại hội 12 Quỳnh Vân được vào ủy viên dự khuyết trung ương, để rồi sau đó Vân leo lên chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 4 năm 2019 Vân Kiêm luôn chức Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2016-2021. Dư luận cho rằng Bùi Thị Quỳnh Vân chính là người tình của Võ Văn Thưởng trong thời gian hơn 3 năm khi Thưởng làm Bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Thanh Hoàng trước kia thì cũng đã nói đến nhân vật Bùi Thị Quỳnh Vân à là người tình của Võ Văn Thưởng và còn có tin đồn có con rơi với Võ Văn Thưởng nữa. Và điều này thì Thanh Hoàng chưa có xác nhận được điều chính xác có con rơi hay không. Nhưng Bùi Thị Quỳnh Vân chính là người tình của Võ Văn Thường và Thanh Hoàng cũng có thông tin rất chắc chắn về điều này. Dưới thời của lãnh chúa Lê Viết Chữ thì rất nhiều thủ thuật và thủ đoạn chính trị được sử dụng. Bí thư Lê Viết Chữ chỉ đạo chính quyền tỉnh ủy Quảng Ngãi ăn cướp tất tần tật của dân quan chức dưới quyền giam giáp tuân lệnh trung thành để được chia chắc bổng lộc từ cướp đất của dân lành mua quan bán tước thu gom quyền lực cho đến lộng quyền sinh sát tàn bạo và khát máu chữ không chừa bất cứ chiêu thức gì miễn có tiền và quyền quảng ngãi trở thành sân sau hậu phương cả về kinh tế lẫn chính trị của nguyễn hòa bình và võ văn thường và mắt xích chính trị nợ ân tình của những đồng chí cộng sản cao đẹp họ dìu nhau vẹn cả đôi bề các vụ khiếu kiện tố cáo của đảng viên nhân dân Quảng Ngãi liên quan tới bí thư Lê Viết Chữ đều được Viện trưởng Viện Kiểm sát dân tối cao trước kia nay là tránh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và ngày cựu bí thư Quảng Ngãi nay là bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trực tiếp bảo kê ém nhẹm và giải quyết êm thắm. Người dân thì bị cướp đất đai dẫn đến tự thiêu, còn Lê viết chữ thì vẫn ung dung, phía sau giao thầu cho doanh nghiệp sân sau để xã hội đen lộng hành, người dân Quảng Ngãi đều biết, nhà báo đều biết nhưng không bất cứ một báo quốc danh nào dám đăng, báo nào lỡ đăng thì phải xóa ngay lập tức sau đó nếu không muốn bị đóng cửa tòa soạn và các tác giả cũng thân tàn mà dại để đưa con cái quan chức ra ngoài nước ngoài du học bằng tiền chùa họ để ra cái gọi là đề án đào tạo thạc sĩ tiến sĩ thu hút nhân tài hàng trăm tỷ được chi ra từ ngân sách của nhà nước để rồi du học sinh một số về làm quan khỏi phải qua sát hạch thi tuyển công chức một số thì trốn ở lại nước ngoài mua nhà định cư và sống giàu sang không quay trở về để có thể lộng hành trong nhiều năm lê viết chữ có trong tay áo quân bài uh, trần ngọc căng trần ngọc căng sinh năm 1960 quê mộ đức quảng ngãi căng từng giữ các chức vụ trưởng ban tổ chức chính quyền, nay là sở nội vụ, bí thư huyện ủy Mộ Đức, tránh văn phòng tỉnh ủy, trưởng ban dân vận, phó bí thư tỉnh ủy, kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. Nếu Thành Hồ có cặp Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Đà Thanh có Nguyễn Bá Thanh, Trần Văn Minh, Khánh Hòa có Lê Thanh Quang, Lê Đức Vinh, thì ở Quảng Ngãi có Lê Viết Chữ, Trần Ngọc Căng. Đây là những cặp bài trùng bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân trong số rất nhiều cặp bài ăn tàn phá hại đất nước này. Bản chất của các lệnh chúa Thành Hồ, sứ quân Nha Trang, lưu manh chính trị Đà Nẵng và hung thần Quảng Ngãi đều đặc trưng từ một quân đúc ra. Đó là hô biến hàng chục ngàn hecta đất đai mà chúng cướp được từ công sản, vét vào túi hàng tỷ đô la Mỹ và chúng bán tất tần tật, tật kể cả đất sân bay quân sự, trường đảng, phá rừng săn lấp đảo, bóp cổ cả dòng sông để phân lô bán nền. Kinh khủng hơn thì bọn chúng đã đất phòng thủ ven biển cho Trung Cộng, xe thịt, các đảo, bán đảo, tiền tiêu trên biển để có đất giao cho Trịnh Văn Quyết của tập đoàn FLC. Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng uống thuốc liều yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi không được xây dựng đồn biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn. Họ phát công văn xin gặp quân khu 5 và Bộ Quốc phòng xin đất quốc phòng để giao dự án quần thể du lịch và đô thị FLC Bình Châu Lý Sơn có tổng quy mô thực hiện giai đoạn 1 là 1.243 hectare thuộc địa giới hành chính các xã ở huyện Bình Sơn và các xã ở đảo Lý Sơn. Dự án FLC vẽ ra gồm có sân golf 18 lỗ, khách sạn 5 sao và các khu trung tâm thương mại, các khu shophouse đặc biệt, thực sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng và các khu ở tầng thấp và các khu vui chơi giải trí. Về đại gia Trịnh Văn Quyết, Quyết FLC sinh ngày 27 tháng 1 năm 1975, quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc quyết FFC nổi đình nổi đám với những dự án trải dài từ Bắc tới Nam, từ Đồng Bằng cho đến tận miền núi và cao nguyên. Quyết và FFC đi đến đâu, ruộng vườn, hàng làng mạc, biển hồ, rừng núi đều tiêu tan đến đó. Mỗi nơi chúng đi qua thì dân biểu tình khóc cạn nước mắt, oan khiến ngút trời. Nhiều thông tin dò dỉ phía sau Quyết là một số chính trị gia chống lưng cũng như là vốn vay huy động có bóng dáng của Hoa Nam tỉnh báo cục. Điều phi lý là tập đoàn FLC có vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng tính đến quý 1 năm 2018, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này mới tăng lên 8.620 tỷ đồng, trong khi đó thì nợ phải trả của FLC tính đến quý 1 năm 2018 lên tới 14.947 tỷ đồng. Vậy mà, Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng thì lại lệnh cho ban ngành của Quảng Ngãi ứng 500 tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án của tập đoàn FLC, huy động toàn bộ hệ thống chính trị phục vụ cho dự án này. Năm 2015 xảy ra vụ án chấn động cả nước. Để chiều phu nhân Cao Hồng, Lê Viết Chữ đã đặt đèn bật đèn xanh cho họ hàng bên vợ cướp của bà Phạm Thị Lê gần 1.000m2 đất ở huyện Phủ Đức, Quảng Ngãi. Trước khi nhảy lên ghế bí thư, Lê Viết Chữ với vai trò Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 436 trên quy đề UBNZ ngày 2 tháng 4 năm 2015. Quyết định này công nhận quyết định của Ủy ban Dân huyện Phổ Đức Phổ đúng và chấp nhận cho Thạch Cảnh Phổ Thắng lấy 975m2 đất của bà Phạm Thị Lê. Ngày 12 tháng 8 năm 2015, chính quyền địa phương huy động hơn 20 công an cán bộ kéo đến cưỡng chế để bảo vệ cho ông phổ xây dựng. Khóc cạn nước mắt kêu oan không thấu trời, quá uất ức bà Phạm Thị Lê đã đổ xăng tự thiêu ngay tại nền đất bị cướp. Tội nghiệp bà Lê, bà không chết nhưng bị phỏng và bị biến dạng, một phụ nữ xinh đẹp giờ trở thành tật nguyền. Niềm tin cuối cùng của Phạm Thị Lê là công lý từ tòa án. Nhưng qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm ngày 27 tháng 5 năm 2016 và ngày 16 tháng 9 năm 2016, tòa án vẫn bác đơn khiếu kiện của bà Lê, công nhận quyết định số 436 trên quy đề UBNG của tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Lê viết chữ ký ngày 2 tháng 4 năm 2015. Người phụ nữ tàn tật, chân lấm tay bùn Phạm Thị Lê, đáo tụng cung đình mà đâu biết rằng trong thể chế này công lý chỉ thuộc về kẻ có tiền và có quyền. Bà cũng không biết rằng ngồi chiếm trệ trên ghế tranh án tòa nhân dân tối cao chính là Nguyễn Hòa Bình, đại ca của Lê Viết Chữ, thế thì quan tòa cấp nào dám xử cho bà Thắng Kiện. Về công tác cán bộ, hung thần Lê Viết Chữ bóp nghẹt dân chủ trong đảng, tạo phe cánh chính trị ngay trong thành ủy. Người ngoài phe thì luôn bị trù dập, thuyên truyền, phế bỏ hoặc đánh cho thân bại danh liệt. Cánh hầu được quy hoạch đúng quy trình, bất chấp hướng dẫn khắt khe của điều lệ đảng và các văn bản quy phạm. Võ Đình Trà, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Bình Sơn, một rừng sai phạm nhưng vẫn được điều động về tỉnh làm giám đốc sở công thương, gây nhiều bất bình. Nguyễn Viết Vi, thư ký của Lê Viết Chữ được điều qua làm bí thư huyện ủy Lý Sơn, cư hạch vào ủy viên dự khuyết trung ương khóa 13. Nguyễn Văn Huy, thư ký của Trần Ngọc Căng được bổ nhiệm làm phó tránh văn phòng ủy ban dân tỉnh cũng gây ra nhiều hoài nghi trong nội bộ. Đệ tử Lê Viết Chữ là Nguyễn Minh Hùng, chuyên tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ giao thông vận tải Quảng Ngãi, cùng với con gái là Nguyễn Thị Thanh Thanh, chuyên xài bằng giả, Hùng và con gái sử dụng bằng phổ thông trung học giả, bằng đại học kinh tế lẫn đại học sư phạm đều bằng giả để tiến thân ăn trên ngồi chốc. Nhiều chuyện ở Quảng Ngãi như thế, kể sao cho hết, rồi đấy Trung ương có thể sẽ cách tất cả các chức vụ trong đảng của Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng, nhưng tiền mà các hung thần cướp được hàng trăm hàng nghìn tỷ trong nhiều năm chăn dân ở Quảng Ngãi, ai sẽ thu hồi và trả lại cho dân? nỗi đau chất chồng trong dân chúng Quảng Ngãi, ai có thể làm vơi đi. Tội ác và những tay du côn khoác áo chính trị ra, nhân danh những người Cộng sản gây ra cho dân, không bất cứ bút mực nào có thể lột tả hết. Ngàn năm bia miệng, có thể lúc này nhân dân không thể đưa bọn chúng ra ngoại pháp trường, nhưng cho dù khi họ nhắm mắt, chui vào quan tài và trốn dưới địa ngục nhưng ngàn năm bia miệng thì chúng không thể thoát được. Ở thế giới bên kia chắc chắn những linh hồn oan khuất cũng sẽ liên kết và truy bắt những hồn mà nghiệt xúc đã gây oan trái, tang thương ở chốn trần gian này. Vậy, vì sao chính trường Cộng sản Việt Nam dối ren trong thời gian vừa qua? Hệ thống chính trị độc đảng ở Việt Nam thì luôn tự đánh giá tạo cho một nền chính trị ổn định, không có bất cứ xáo trộn bất thường và đây là một trong những lý do hấp dẫn đối với giới đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc chỉ trong vòng có một năm chính trường Cộng sản Việt Nam đã có hai lần thay đổi ghế chủ tịch nước khiến cho giới đầu tư nước ngoài nghi ngại về sự ổn định chính trị. Điều gì đang xảy ra với chính trường Cộng sản Việt Nam hiện nay khi mà ứng viên kế nhiệm cho chiếc ghế Tổng Bí Thư cũng như là nhân sự chủ chốt cho đại hội 14 được khởi động quá sớm trước đại hội 12 năm 2016, khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng, việc cơ cấu nhân sự cho các chức danh quan trọng nhất trong đảng, nhà nước và chính phủ được quy hoạch trước trong nhiều năm. Và đó là lý do vì sao trước đây thì nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam tương đối ổn định và không xảy ra tình trạng được khốc liệt như hiện nay. Việc ông Trọng vì nhiều lý do khác nhau và không chịu chính thức công bố nhân sự kế nhiệm cho chiếc ghế người đứng đầu đảng là một trong những nguyên nhân chính và điều đó thì buộc các cá nhân cũng như là phe phái trong đảng phải sử dụng nội lực của mình trong cuộc đấu tranh, tranh giành quyền lực là điều dễ hiểu. Trước đại hội 12 năm 2016, khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng, Việc cơ cấu nhân sự cho các chức danh quan trọng nhất trong đảng và nhà nước và chính phủ được quy hoạch trước trong nhiều năm. Đó là lý do vì sao trước đây nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam tương đối ổn định và không xảy ra tình trạng tranh giành quyền lực khốc liệt như hiện nay. Việc ông Trọng vì rất nhiều lý do khác nhau không chịu chính thức công bố nhân sự kế nhiệm cho chiếc ghế người đứng đầu đảng là một trong những nguyên nhân chính Điều đó buộc các cá nhân cũng như các phe phái trong đảng phải sử dụng nội lực của mình trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực là điều dễ hiểu. Nhưng có công chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hầu hết như tất cả 100% đều ở tình trạng ai cũng, cũng đã nhúng chàm liên quan đến các hành vi tham nhũng và trục lợi từ trước. Việc võ văn thưởng một lãnh đạo được đánh giá là trong sạch nhưng nếu dính một vụ nào đó trước đây cũng là một điều dễ hiểu. Và đây là một hệ quả và cũng là một nguyên nhân khi mà công cuộc chống tham nhũng của nguyễn phú trọng đã bị chạch hướng thay vì chống tham nhũng với phương châm không có vùng cấm như đã tuyên bố để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo cũng như thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát ông trọng đã sử dụng công cuộc đốt lò như là một vũ khí để cạnh tranh quyền lực và loại bỏ các đối thủ chính trị chống lưng trong bối cảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuổi cao, sức yếu và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm và có ý kiến cho rằng chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Nguyễn Phú Trọng và hiện giờ chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp bởi Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an là điều đã được cảnh báo trước. Và chắc chắn 100% chiếc ghế Tổng Bí Thư cũng sẽ dễ dàng lọt vào tay của Tô Lâm bởi vì thời gian lúc này thì tô lâm đang tung rất là nhiều đòn với các phe đối thủ nặng ký của mình từ vương đình huệ đến thủ tướng phạm minh chính và kể cả tranh án tòa nhân dân tối cao hiện nay cũng đang bị sờ gáy vì những sai phạm của ông ta ở quảng ngãi che già măng mọc hay sóng sau để sóng trước cũng vậy là một quy luật của tự nhiên trên các mạng xã hội của người Việt, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng tại thời điểm hiện nay thì Tô Lâm là người nắm quyền lực cao nhất trong đảng, chứ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng, cũng hợp với lẽ đó. Hơn thế nữa thì ông Tô Lâm là người có thể gọi là duy nhất có thể đáp ứng được mọi quan tâm lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đó là giữ vững an ninh chính trị để duy trì quyền lực độc tôn của đảng. Tô Lâm là người đã và đang xây dựng một hệ thống nhà nước công an trị theo mô hình của Trung Quốc và đó là cách đây không lâu chính ông ta đã bày tỏ mong muốn của Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ duy trì vị trí cầm quyền tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vấn đề giám sát quyền lực nhà nước của người dân cũng là một trong những nguyên nhân Điều 4 Hiến pháp năm 2013 có sửa đổi quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm giám sát của nhân dân và đồng thời thì phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Đồng thời thì Hiến pháp khẳng định quyền giám sát của người dân. Theo đó thì nhân dân thực hiện quyền lực của nhà nước qua đại diện của mình trong tổng nhân dân các cấp, cấp. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không có bất kỳ Luật hay văn bản dưới luật của nhà nước Việt Nam hướng dẫn về cách thực hiện quyền vừa kể. Kể cả điều 27 của hiến pháp quy định công dân có đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên thì có quyền ứng cử vào quốc hội, hội đồng nhân dân cũng chỉ là những chiếc bánh vẽ. Những điều vừa kể thiết lập sự độc quyền lực chính trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam và vô hiệu hóa quyền giám sát của người dân trong cuộc bầu cử. Cố lãnh tụ độc tài Stalin đã từng khẳng định không quan trọng ai là người bỏ phiếu, quan trọng là ai là người kiểm phiếu. Những điều vừa kể cho thấy rằng Đảng và những nước Cộng sản Việt Nam bằng mọi giá vô hiệu hóa và hạn chế quyền tham chính, hiến định của người dân với mục đích dập tắt ý kiến, phản biện cũng như là sự giám sát độc lập của người dân. Ông Trần Quốc Vượng, cựu thường trực Ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khi nói về quyền giám sát của người dân từng khẳng định rằng dân là người giám sát, không ai qua mắt được dân, phải lấy ý kiến của nhân dân thực chất chứ không nên tổ chức hình thức, như vậy thì mới chọn được người đúng tiêu chuẩn. Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tùy tiện bất chấp các quy định của hiến pháp, pháp luật cũng như điều lệ của Đảng cộng với sự vắng bóng của việc giám sát của người dân là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chính trị Cộng sản Việt Nam mất ổn định như chúng ta đang thấy. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị hợp pháp duy nhất có quyền tham chính nhưng bất chấp các quy định cũng như là vô hiệu hóa quyền tham chính hợp pháp của người dân, điều đó cho thấy họ chỉ là một tổ chức mang màu sắc xã hội đen chứ không thể là một đảng chính trị để lãnh đạo quốc gia. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi